Thân chào các bạn đến với chương trình Sống Đạo của truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hôm nay chúng tôi muốn nói với các bạn một điều quan trọng, đó là việc tham gia vào đời sống giáo xứ với tư cách là một người trẻ Công giáo có thể có tác động sâu sắc đến sự phát triển tâm linh của bạn theo nhiều cách. Thứ nhất, tham dự thánh lễ thường xuyên. Tích cực tham dự thánh lễ là một phần trọng tâm của đời sống giáo xứ. Thông qua việc thường xuyên đi lễ, bạn tham gia vào việc thờ phượng chung, lãnh nhận các bí tích và hòa mình vào đời sống phụng vụ của giáo xứ. Điều này góp phần đào sâu đức tin của bạn và nuôi dưỡng cảm giác kết nối với cộng đồng Công giáo rộng lớn. Thứ hai, đời sống bí tích. Đời sống giáo xứ luôn cung cấp khả năng tiếp cận các bí tích, bao gồm bí tích thánh thể, bí tích hòa giải và các bí tích khác. Việc lãnh nhận thường xuyên các bí tích này củng cố mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa, mang lại cơ hội đổi mới tâm linh và mang lại ân sủng cho hành trình đức tin của bạn. Thứ ba, cơ hội cầu nguyện và suy gẫm. Các giáo xứ thường xuyên cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để cầu nguyện và suy gẫm, chẳng hạn như chầu thánh thể, nhóm cầu nguyện và tĩnh tâm. Tham gia vào các hoạt động này cho phép bạn đào sâu đời sống cầu nguyện của mình, kết nối với những người khác trong lời cầu nguyện và suy ngẫm về hành trình tâm linh của mình. Thứ tư, cộng đồng và tình bằng hữu. Đời sống giáo xứ tạo ra một cộng đồng tín hữu mà bạn có thể chia sẻ hành trình đức tin của mình. Xây dựng mối quan hệ với anh chị em cùng tôn giáo sẽ mang lại một hệ thống hỗ trợ, khuyến khích và một cảm giác thân thuộc. Tình bạn với những người có cùng chí hướng sẽ củng cố sự cam kết của bạn đối với đức tin Công giáo. Thứ năm, sự tham gia của các công tác trong giáo xứ. Tham gia vào các công tác trong giáo xứ, cho dù đó là phục vụ trong thánh lễ, tình nguyện tham gia các chương trình tiếp cận cộng đồng hay tham gia ca đoàn, sẽ cho phép bạn đóng góp thời gian và tài năng của mình cho cộng đồng. Sự tham gia tích cực này không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn mang lại cho bạn cảm giác là mình có ý nghĩa và được thỏa mãn, góp phần vào sự phát triển tinh thần của bạn. Thứ sáu, cơ hội giáo dục. Nhiều giáo xứ cung cấp các chương trình học giáo lý, nghiên cứu kinh thánh và các cơ hội giáo dục khác. Việc tận dụng những nguồn tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về giáo lý Công giáo, về kinh thánh và về các truyền thống phong phú của giáo hội. Thứ bảy, phục vụ người khác. Tham gia vào các chương trình tiếp cận và phục vụ trong giáo xứ mang lại những cách thức thực tế để bạn sống đức tin. Phục vụ người khác, đặc biệt là những người khó khăn, phù hợp với thông điệp tin mừng và giúp bạn phát triển các nhân đức như là lòng trắc ẩn, sự khiêm tốn và tình bác ái. Thứ tám, tham vấn và hướng dẫn. Trong giáo xứ, bạn có thể tìm thấy những người cố vấn, linh hướng hoặc linh mục có thể hướng dẫn và hỗ trợ bạn trên hành trình tâm linh của mình. Có một cố vấn tâm linh đáng tin cậy có thể là một công cụ giúp bạn vượt qua các thử thách, nhận ra ý của Chúa và tìm kiếm sự phát triển của cá nhân mình. Thứ 9, việc cử hành các mùa phụng vụ. Đời sống giáo xứ bao gồm việc cử hành các mùa phụng vụ và các ngày lễ. Mỗi mùa cung cấp những cơ hội độc đáo để suy gẫm và phát triển tâm linh. Việc tham gia vào các dịp lễ này giúp bạn kết nối với nhịp điệu đời sống của giáo hội và hiểu sâu hơn về các mầu nhiệm đức tin. Thứ 10, hội nhập đức tin vào cuộc sống hàng ngày. Việc tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ giúp bạn hòa nhập đức tin vào các hoạt động hàng ngày của mình. Cách tiếp cận tâm linh toàn diện này đảm bảo rằng đức tin của bạn không bị giới hạn trong việc giữ đạo, mà nó thấm thía vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Về bản chất, việc tham gia vào đời sống giáo xứ với tư cách là một bạn trẻ Công giáo mang lại rất nhiều trải nghiệm tâm linh phong phú, sự hỗ trợ cộng đồng và cơ hội phát triển. Nó cho phép bạn gắn kết đức tin của mình vào cơ cấu của cuộc sống hàng ngày, thúc đẩy một hành trình tâm linh toàn diện và sống động. Bạn là người yêu mến đời sống tâm linh
và ý thức tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Hãy tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ của bạn nhé!